Sau anh em xin chào nha. Em tiếp tục giới thiệu các bác con máy rửa bát Panasonic TL8 nhé. Một con màu mận chín yêu thương đặt trong cái căn bếp rất là sang trọng ạ. Mã số 3. Hình thức bên em đã làm vệ sinh sạch đẹp trong ngoài, ok, ngon lành hết rồi. Mọi thứ ok, chuẩn chỉ các bác nhé. Đây là máy rửa bát thì rẻ bằng nửa thời điểm trước ạ. Con này rẻ trước là 10 triệu, bây giờ em bán là 4 triệu 8 nhé. Trước em bán 9 triệu rưỡi đấy, cái này tầm 5. Cứ rẻ dần, bây giờ còn 4 triệu 8. Cho một con TL8 Panasonic mặt mũi Mega đẹp long lanh luôn. Đấy, tất cả mọi chức năng rất là đẹp nhé. Eco Nam Vi thời gian sấy hẹn giờ thì các bạn này. Các chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C. Chế độ sấy riêng. Tắt nguồn. Rất dễ dùng, bật nguồn và bấm này rửa được các bạn. Đấy, đây. Nội thất ok. Trắng trẻo các bạn nhé. Máy rửa bát Panasonic TL8 được là máy rửa bát khá là rẻ. Đời cao. Mẫu mã đẹp. Bác đang có nhu cầu mua máy rửa bát, các bác sắm một chiếc về tặng chị em, các cháu rất là vui luôn. Ăn cơm xong không phải lo vấn đề rửa bát. Đặc biệt là rửa hoàn toàn bằng nước nóng các bạn ạ. Máy tự đun nước nóng nha. Rửa xong tự động tắt, sấy khô diệt khuẩn. Khi mình rửa xong thì mình cứ để luôn bát đũa trong này. Các bác cứ để luôn bát đũa ở đây. Các bác coi như nó là một cái chạn bát. Đến bữa ăn tiếp theo sau thì mình lại lấy ra mình ăn. Đấy, chứ mình không cần thiết mình phải bỏ ra đâu ạ. Nó rất là tiện, nó như là cái chạn bát thôi. Ăn xong thì mình chỉ gạt hết thức ăn, mình xếp bát đây lại, chứ không cần, cũng không cần phải tráng đâu ạ. Đấy, còn càng tráng thì càng sạch càng tốt thôi. Chứ không cần cầu kỳ lắm, đây là khay để bột rửa này. Nên là khay giáp này, 3 tay full. Máy xo đun nữa thế này. 4 triệu 8 ngoài 1 năm chưa phí vận chuyển, chưa biến áp các bác nhé. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 120.000. Biến áp bên em bán loại tốt là 500. Các bác ở xa mua thì hình thức bán bên em là đặt cọc trước 500 nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt. Kênh YouTube Lâm Vũ Hoàng. Chào các bác.